vui, thấy những tiếng cười ở quanh ta, đón một ngày mới cùng thầy cô và bạn bè. Tôi luôn thấy yêu đời, ước mơ bay cao từ nơi đây, thắp lên khát vọng tuổi 20, những sinh viên Đại Nam luôn tự hào mang tình yêu ta xây đắp non sông. Học để ta vượt lên chính mình, học để ta vượt qua khó khăn. Tuyển ngành kế toán ạ. Em đăng ký thì là em đã tìm hiểu trước và theo nguyện vọng và đăng ký vào ngành kế toán của trường mình. Riêng bản thân em sẽ cố gắng học tập và tiếp thu những kiến thức của thầy cô để khi ra trường em sẽ tìm một công việc tốt. Chất chiu cho ta tình yêu thương, bốn phương xa xôi về đây cùng chung một mái trường. Thì từ lúc khi mà cháu có điểm thì gia đình cũng đã nghiên cứu về các trường và lựa chọn cho cháu học trường Đại Nam. Thì hôm nay xuống là đến trường, thực tế ở trường thì cũng ngoài sức tưởng tượng. Đấy là thứ nhất là các em học sinh đến học nó cũng rất là đông, đăng ký nhập học. Cái thứ hai nữa là đội ngũ từ các cô giáo, giảng viên ở trường đến các em tình nguyện viên là rất nhiệt tình. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm là nhà trường cũng có cái cơ sở vật chất để cho các cháu học. Thứ nhất là chúng tôi quan sát thấy là cơ sở vật chất của nhà trường, cả điểm trường chính và điểm trường ở Vũ Trọng Phụng rất là khang trang và đảm bảo điều kiện cho các cháu học rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là các cô giáo tư vấn là rất là nhiệt tình và cụ thể. Đường ta đi, nơi vinh quang luôn xứng danh sinh viên Đại Nam.
trường Đại học Đại Nam chào đón các tân sinh viên đã lựa chọn vào ngôi nhà chung của Đại học Đại Nam, và chúc mừng cái sự lựa chọn đúng đắn của các em. Tại Đại học Đại Nam, với cái phương pháp đào tạo và tâm huyết của các thầy cô giáo và với cái sự tận tụy của cái đội ngũ cán bộ công nhân viên, thì các sinh viên sẽ được cung cấp các cái kiến thức, kỹ năng và các cái trải nghiệm để sau này khi mà các em ra trường sẽ làm việc phù hợp với cái ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Và trường Đại học Đại Nam thì chúc các em sẽ có được một cái khoảng thời gian trải nghiệm sống và học tập tại nhà trường thật là tuyệt vời. Trường thật vui, thấy những tiếng cười ở quanh ta, đón một ngày mới cùng thầy cô và bạn bè, tôi luôn thấy yêu đời.